Hello mọi người, ngày hôm nay FF sẽ làm clip nướng tiếp theo mọi người nhé. Thì FF mua được đây là 35.000 mọi người, thì mình không có tiền mua nhiều nữa. Đây là chỗ tiền của FF làm thuê nha mọi người, làm thuê thì phát có thì có tiền ít thì mình phải mua món heo nướng cùng với gia đình của FF mọi người. Đây là không phải là vợ nha mọi người, là bạn gái thôi. Còn đây là cháu mọi người nhá, cháu đó. Thì mình chưa lấy nhau mà đã có con rồi mọi người. Thì bây giờ mình không nói nhiều nha mọi người, thì chuẩn bị nướng nướng món tiếp theo mọi người nhá. Đấy, đây là bò. Ê, mợ. Ê, mợ. Nà nà. Đấy. Đốt lửa cho một rồi thì đốt lửa thì chuẩn bị nướng món heo. Tại vì có ít phép nói thì Hà Minh cũng rất là lâu nhá mọi người. Mình nói thì Hà Minh cũng rất là cứng luôn rồi. Mọi người nhá, mình không biết thì sao luôn. Mà mà là nè 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 kê nè chụp kê hoàn nè to nè nhớ ấy. Nhưng người ta hỏi thì IPF có vợ chưa, hôm nay thì IPF thì lấy vợ thì một con cho mọi người nhá. Hiện tại thì IPF cũng mới lấy thôi, mới lấy thì một tháng mọi người, lấy được một tháng thì có con cũng rất là lớn rồi. Ngày xưa thì vợ kia thì cũng có chồng rồi mọi người, thì chồng bo rồi, còn IPF thì lấy. Đấy. Đấy, đấy, đấy. Cái em anh Duy ha. Đi nhắc mắt cho quên rồi. Mon, em anh Duy. Đấy. Đây. Mình còn đôi nước ngọt. Đây cho mọi người. Đó, đây là cái cách mua được 35 nghìn nhá. Thì là mon heo, chuẩn bị nước. Đây là dao nhá. Quay chân, quay kệ đây. Đây là rau mọi người, rau thì ăn cùng với món bánh cho mọi người. Đây là sate cho mọi người. Tại vì còn chi phép nói thì cũng rất là lâu cho mọi người. Đấy, nó kia. Đấy, đây là con mọi người. Đây không phải là mình nói là con, đây là cháu hả? Cháu phải không? Giờ món đi. Tôi ít mà nạ cho em. Em lấy vợ một con mọi người, thì số phận của em thì không biết vì sao thì tự nhiên lấy vợ một con mọi người. Thôi mình cũng nói nhiều nha mọi người, nhưng mà mình nói nhiều thì sợ vợ lấy con heo á mọi người. Thì mình nương thôi, nương tiếp theo thôi, nương tiếp theo mọi người. Đấy, đây tiếp theo đây. Đấy.
hết ạ. Ép nó ăn lần. Đấy mọi người. Hiện tại hôm nay thì trời đang mưa mọi người. Nếu mà không mưa thì mình nướng ở chỗ bên ngoài nha mọi người. Tại vì mình nướng ở ngoài thì không được mọi người. Hiện tại trời mưa thì không được nha mọi người. Mình phải nướng ở chỗ trong nhà thôi. Rất nhiều người hỏi là IPF có vợ chưa? Lúc đó thì IPF chưa rất nhanh trả lời. Hôm nay thì IPF chia sẻ cho mọi người cũng biết luôn. IPF lấy vợ một con nha mọi người nha. Nếu mà mọi người không biết á, IPF lấy vợ một con rồi. Khi nào thì mình không thích thì mình bỏ luôn mọi người nha. Mình bỏ thì lấy vợ khác luôn mọi người. Nói nhiều mọi người thì luôn nói nhiều, sợ vợ nghe mọi người. Sợ vợ nghe thì bỏ IPF lấy một heo to mọi người. Lúc mình đang lấy nhau thì mình phải đến 100 triệu luôn mọi người nha. Mình nói to, nói nhỏ thôi mọi người. Thôi thì bây giờ mình chỉ chuẩn bị nướng nướng mòn một món heo á. Tiếp theo thôi. Ơi. Ê, chiếc cái này là chiếc cái nó quên rồi. Ô, chiếc cái này là chiếc này mẹ ăn cạo này. Ăn cạo. Nghịch quá. Em mẹ này nghịch quá. Quá là nghịch luôn. Quay cái gì? Đấy, đấy. Quay chân để mọi người xem bắt chân nhé. Nó tự nó quay. Vâng. Nó đấy. Đi mà thấy cái gì đó nhỉ. Đây là sa tế mọi người nhé, sa tế thì để trong này luôn. Đó. Mua thì không phải dụng, không cắt nát. Thôi, không heo rồi đi. Đây, cân nhé. Đây. Đây mình sẽ bôi sa tế chỗ mân thích heo nhé mọi người nhé. Qua đó cũng bụng bọ nữa. Qua là thơm với mọi người nhé. Như này thôi, nhìn quá thêm rồi. Nghịch quá. Con này nghịch quá mọi người. Em phép con chưa có vợ mà lệ vợ và con ra. Bỏ mẹ luôn.
bỏ mẹ luôn. Nó tay phải lạ tao rồi. Hôm nay chơi trong mưa thì mình nói chuyện là ớt ao quá mọi người, không được nghe cho mọi người hết. Nhà vị này lặng đó mọi người. Đây. Mạo. Mạo đây. Nó nhẹ nè. Quên mà quay phim nè. Mau mất là sinh đó mọi người. Thì mình nói là không lấy cùng lấy mọi người. Con nhỏ như này nghịch quá mọi người nhé. Quay chị này. Mất vệ sinh quá mọi người không? Lấy hết liền lên nè. Đoạn nè. Bóng hả? Đồng quá chị có hả? Một hạt đau lắm hả? Đau lắm. Đau mà ấm ấm. Còn thịt quá mọi người thì bây giờ mình sẽ cho ăn ít. Ok được đây. Ăn nha. Năm mắt đó hả? Đừng có lấy nha. Cắt tìa một miếng rồi thì đừng lấy nha. Nếu mà lấy nhiều thì IPF bỏ mẹ luôn. Bỏ mẹ thì lấy vợ khác luôn á. Nghe không? Đó. Thấy chưa mọi người? Bây giờ mình sẽ cắt mỏng tiếp theo thì để cũng chuẩn bị ăn thôi. Ăn cũng với gia đình đó mọi người. Hiện tại hôm nay thì chơi đang mưa nhá mọi người. Chơi đang mưa thì ý là mình cùng tình quay video ở ngoài thì ý là đợi trời mưa thì không được cho mọi người nhá. Mất vệ sinh quá mọi người nhá. Tại vì có con như này thì nghịch quá mọi người. Hello mọi người, thì hôm nay thì
khi phép nếu bọn heo thì cùng tên bọn ấy thì chuẩn bị ăn thôi, thấy không? Chuẩn bị ăn thôi thì hiện tại hôm nay thì mưa nhé mọi người, thì mình nói chuyện thì cùng còn áo đó mọi người nhé, chuẩn bị ăn thôi. Con thì cũng rất là vui lắm mọi người. Hôm nay thì khi phép quay video cùng với gia đình như mọi người, như mọi người thì hỏi thì khi phép qua bọn kia thì mình lấy vợ thì cũng còn một tháng rồi, thì đây là vợ khi phép lấy vợ một con không nhỉ, thì thôi thì mình cũng nói nhiều, nhưng mà mình nói nhiều thì sợ vợ lột bỏ thì một con heo to đấy mọi người, thôi thì bây giờ mình sẽ ăn thôi. Ăn đi vợ. Lấy bỏ heo thì bỏ tung thì mình cuốn lại thì chấm với nước mắm ăn rất là ngon rồi. Cần 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 làm clip để làm hai vợ chồng một người, thì ý là mình quay một mình thì mình ăn món như này thì mình không cho các con không cho vợ ăn thì như vậy là không được cho một người đó, mình ăn thì phải ăn cùng với gia đình luôn, mình cho vợ thì mình không bao giờ nhớ cả một người, thì bởi vì mình cũng lấy vợ thì được ăn thôi, lúc đi ăn ra qua tên đó một người thì khi phép buồn quá thì lên bộ lên một lần nhé, thôi thì cũng nói nhiều thì chỉ thả thôi đấy. Để mình cho mẹ em này. Bập này. Bập này hả? Hả em mình quay clip của mình cũng hơi buồn với mọi người. Thì mình lên vợ thì không buồn với mọi người nhé. Đúng hả? Mình lên vợ thì nếu mà vợ chơi IPF nhiều quá thì IPF bỏ vợ hơn mọi người nhé. Mình nói thì chắc làm dâm chịu được vợ. Bộ vợ thì mình lấy vợ khác thế mà, vì mình lấy vợ một con mà. Như leo mà. Cô mèo. Cô xinh quá mọi người nhé. Còn nhà thì không được được đẹp như mình là thì bẩn cũng rất là nhiều luôn. Chỉ là em bé này thì tự đi lên quanh trong nhà mọi người, thì ra bên ngoài á thì không được ghép á, cứ lên trong nhà thì quá là bẩn luôn mọi người, không được đẹp cho mọi người. Nếu mà mọi người xem thì mọi người phải cảm cho IPF mọi người nhé. Bộ cho thì mình làm bia thì phải làm nhé, cho thú vị hơn tí để thích kẻ hơn tí, làm nha để không bẩn như này thì cũng mất vệ sinh mọi người. Yeah.
Hello, bọn người thì hôm nay IPEP sẽ xin phép với YouTube tại đây. Đây là video IPEP chia sẻ về đoàn tiếp theo nữa cùng với gia đình tôi, cùng với con, cùng với vợ nữa mọi người. Mình quay clip ăn một mình cũng hơi buồn nhá. Lúc y ăn giặt nó tem thì IPEP quay video một mình cũng hơi buồn thì mình phải quay cùng với gia đình của IPEP mọi người. IPEP thấy mọi người hỏi IPEP có vật chưa thì hôm nay thì mình chia sẻ cho mọi người thì mình quay trên vậy là gia đình của IPEP mọi người. Bây giờ mình sẽ kết thúc video ở đây. Mọi người hãy chia sẻ cho IPEP mọi người. Nếu mà video này thì lượt view nhiều thì mình phải quay video cùng với gia đình nữa mọi người. Bây giờ mình sẽ kết thúc video ở đây nhé mọi người nhé. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.